Xin chào các bạn, trong cái video này cô Cảnh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công cụ AI, đó là logo AI marker. Thì đây là một cái công cụ tuyệt vời để làm logo icon rất là hay. Thì các bạn đầu tiên các bạn login vào ở trong một cái Gmail của mình ha. Sau khi các bạn login vào rồi, các bạn chọn là let's make a logo. Thì ở đây các bạn chọn star. Thì trong cái enter your logo name này, các bạn điền cái tên logo name của mình. Ví dụ như là mình sẽ tạo ra một cái clean and bold booster, là một logo của một icon app ha. Cái này có thể mình làm icon sau này luôn. Thì trong cái mục category này thì mình sẽ chọn một cái danh mục của mình ha. Mình chọn technology. Đến cái phần này thì mình sẽ click vào chọn cái gamma màu. Mình chọn là gamma cool rồi next. Ở trong cái phần này thì mình sẽ chọn cái những cái kiểu style của cái logo của mình, thì mình chọn là modern, chọn hiện đại ha. Rồi sau đó mình chọn generator. Sau khi chọn generator xong rồi thì nó sẽ sản ra cho mình rất là nhiều cái rất là nhiều màu icon. Ok, các bạn nhìn thấy không? Nó ra rất là nhiều option của những cái mẫu thiết kế logo của mình ha. Thì trong phần này thì tha hồ mình chọn, mình có thể chọn màu màu logo. Đấy. Wow, khá là nhiều ha. Khá là nhiều ý tưởng để mình chọn một cái option theo cái ý của mình. Đấy, mình có thể là chọn CMO logo đấy. Ok, mình kéo lên trên này mình thấy cái logo cleaner chữ C, cách điều chữ C này khá là ok ha. Thì mình có thể chọn cái này, mình click vào edit. Trong phần này mình click vào edit thì trong cái thằng này mình click vào cái icon logo, mình có thể thay đổi lại cái màu sắc này, color này ha. Mình sẽ chọn từng cái mạng để mình thay đổi đấy. Thì mình chọn là màu đỏ, màu đen cho nó đậm hơn. Rồi, còn phía bên trái, menu bên trái là có rất là nhiều cái icon logo đó, rất là nhiều icon, mình có thể là click vào một cái icon nào đó nó phù hợp vào cái ý tưởng của mình ha, cái nội dung của logo của mình. Rồi, mình có thể chọn logo chữ C này thôi. Và cái thủ thuật ở đây mình có thể là scale cái logo của mình ra, và mình scale cái chữ cleaner booster của mình nhỏ lại. Để làm gì? Để mình chụp lại cái màn hình, để mình qua một cái phần mềm Photopea để mình làm. Bởi vì ở đây là mình dùng bản miễn phí các bạn. Đấy, nó có watermark kìa. Thì có những cái watermark đấy mình có thể xuất ra được ha. Mình chọn preview và mình sẽ sử dụng một cái tool snipping tool của Windows. Mình cut màn hình lại, gọi là screenshot cái màn hình lại nha. Cái vùng này mình screenshot cái phần này ha. Ok, xong rồi. Sau đó là mình sẽ qua ở bên cái Photopea. Các bạn mở Photopea lên và chọn New. Rồi sau đó mình chiều dài chiều rộng mình điền 512, nhưng 512 nó đúng chuẩn của một cái icon app ha. Rồi mình click vào chọn tạo. Ok, vậy thì đã xong với cái phần này. Thì mình trong phần Snipping Tool các bạn chọn menu Edit, chọn Copy. Rồi qua bên Photopea thì chọn chỉnh sửa, các bạn chọn dán vào. Đấy, thì như vậy là mình sẽ dán cái hình ảnh thiết kế của mình bên logo AI. Mình kéo qua đây. Ok, mình chỉnh sửa lại cái chính giữa ha. Rồi xong rồi, mình sẽ chọn công cụ Magic Tool này, mình click vào cái nền màu trắng và mình delete đi. Rất là đơn giản nha các bạn. Rồi sau khi mình delete xong thì mình sẽ đổi lại cái màu nền của mình. Đó, background, và mình sẽ chọn một màu nào đó, màu sẫm sẫm. Ok, màu này được đấy. Rồi, thì như vậy đây là một cái video ngắn và mình hướng dẫn cho các bạn về cái cách để mà tạo ra một cái generate ra một cái logo là một icon app rất là nhanh chóng bằng logo AI. Các bạn có thể là xuất ra dưới dạng PNG ha. Rồi sau đó các bạn lưu lại thôi. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay á, thì các bạn like, subscribe kênh Cuộc Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để đường link để chia sẻ cho các bạn những thông tin và những chương trình hữu ích về hướng build và phát triển ứng dụng Mobi App. Các bạn có thể click vào để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian để xem video này.
Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.